Mình xin chào mọi người đang xem video của mình nhé. Ngày hôm nay là ngày 22 tháng 4 năm 2023, thứ bảy cuối tuần rồi. Thì lời nói đầu tiên mình xin kính chúc cho mọi người cũng như là gia đình của mình có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc anh em nhé. Sau những cái giờ làm việc căng thẳng mệt mỏi đến cái ngày cuối tuần thì mình sum họp bên gia đình. Sau đó là nếu mà anh chị em cô chú nào mình có cái niềm đam mê như là cá coi á thì có thể là xem video của mình nha. Mỗi một ngày thì mình chia sẻ một cái mô hình hồ lên kênh để cho mọi người tham khảo. Qua đây thì mình cũng muốn truyền tải cái thông điệp đến tất cả mọi người. Có nghĩa là mình giao lưu ở đây thì mình không có phân biệt là hồ đẹp hay là hồ xấu, hồ to hoặc là hồ nhỏ. Nói chung là mình chung một cái niềm đam mê. Mỗi lần mình ngắm cá là mình giảm bớt được những cái stress rồi. Nên là nếu mà anh chị em cô chú nào ví dụ như hồ mình cảm nhận nó hoạt động một cách hiệu quả thì mọi người có thể là chia sẻ để cho mọi người tham khảo hệ thống lọc. Ở bên cạnh đó là nếu mà anh chị em cô chú nào mình đang gặp khó khăn trong cái khâu làm lọc chế nè, xử lý nước, đi đường ống để xây hồ, đặc biệt là những cái hồ mini từ một khối đổ lại á, nếu mà anh chị em cô chú tin tưởng thì cứ liên hệ với lại nhân qua số Zalo trên màn hình nha, thì mình sẽ hỗ trợ cho mọi người từ lúc bắt đầu đến khi nào hồ của mình đi vào ổn định thì thôi nha. Trong video ngày hôm nay thì mình tiếp tục sẽ giới thiệu với lại mọi người một cái mô hình hồ cá coi. Hồ chanh này của mình nó tầm cỡ khoảng một khối thôi nha anh em. Ngày hôm nay thì mình đã được sự đồng ý của anh Linh ở Đà Nẵng nha. Thì mình mời anh chị em cô chú cùng như là mình sẽ ghé nhà của anh Linh, mình tham quan cái hồ anh Linh vừa mới hoàn thành. Nói chung là hoạt động rất là hiệu quả anh em. Nước trong cá khỏe. Để ở nhà nếu mà anh chị em cô chú nào mình đang có dự định làm những cái mô hình hồ chanh tầm cỡ khoảng một khối á, thì mọi người có thể là tham khảo cái cách mà anh Linh đi đường ống hút đai nè, hút mặt và trong cái hệ thống lọc của mình sắp xếp vật liệu lọc như thế nào để nó đạt được một cái hiệu quả cao nhất nha. Em xin làm phiền mọi người một tí xíu nha. Đây là thức ăn và thuốc tím của bên shop bên em á, thì hiện tại bây giờ em đang cung cấp hai dòng sản phẩm này. Nếu mà anh chị em cô chú nào mình có nhu cầu á thì có thể liên hệ với lại nhân qua số Zalo trên màn hình nha. Đây là toàn bộ không gian hồ của anh Linh nè mọi người. Anh em thấy là hồ của anh Linh sau khi đi vào hoạt động á, nước rất là trong và cá trong hồ của mình cực kỳ khỏe luôn nha. Hồ cũ ngày xưa của anh Linh á là hồ âm nha mọi người. Ở đây mình có giữ một cái video hồ của anh Linh nè để mình chia sẻ lên cho mọi người tham quan. Hồ ngày trước của anh Linh cũng rất là đẹp nha anh em. Hoạt động hơn một năm mà nước trong cá khỏe, không có bệnh tật gì hết á. Nhưng mà do hồ của mình là gần mặt tiền đường nên là bây giờ người ta giải tỏa á, nên là anh Linh xây hồ mới. Thì hồ ở thời điểm hiện tại của anh Linh là hồ nổi nha. Nó khác với lại hồ ngày trước của mình là làm âm. Có nhiều bạn hỏi mình là giữa hồ âm với lại hồ nổi thì cái nào đẹp hơn. Nói chung là mỗi một cái mẫu hồ nó sẽ có một cái nét đẹp riêng của nó. Giống như hồ âm thì chắc chắn là về cái kiểu cách nè, cái thẩm mỹ nó sẽ đẹp hơn hồ nổi của mình. Nhưng mà bù lại vệ sinh thì anh em hơi cực tí xíu. Còn cái hồ nổi hiện tại bây giờ của anh Linh á, nói chung là mình trang trí nhìn cũng rất là ok. Nhưng mà anh em vệ sinh thì nó sẽ khỏe hơn là những cái hồ âm nha. Thì nó tùy theo cái sở thích của mỗi người thôi. Bây giờ ở đây thì mình chia sẻ một vài cái thông tin hồ mới của anh Linh. Sau đó mình sẽ nhờ anh Linh giới thiệu chi tiết cái hệ thống lọc để cho mọi người hình dung cho nó dễ luôn nha. Thì hồ chánh này của anh Linh á, chiều dài là 1m6 nha mọi người. Chiều ngang của mình là 1m, độ cao của mình là 65, nhưng mà mực nước thì anh Linh để tầm cỡ khoảng 60 thôi. Thì mình tính ra cái hồ chánh này của anh Linh nó tầm cỡ khoảng một khối nha. Anh Linh làm là mồ hút đáy 90 và mồ hút mặt 49. Thì ngay chỗ cái phần mà đi đường ống hút đáy nè, ví dụ như cái hồ của mình chiều dài 2m thì anh em đi 2 hút đáy. Còn hồ của mình nó tầm cỡ khoảng 1m rưỡi, 1m6 giống như của anh Linh á, thì mọi người sử dụng một hút đáy cũng vẫn được nha. Mình sẽ lấy nước từ ngay chỗ hồ chánh đưa ra bên ngoài hệ thống lọc của mình để xử lý. Bây giờ ngay chỗ cái phần hệ thống lọc á, thôi mình sẽ nhờ anh Linh ha, chia sẻ cụ thể chi tiết để mình cùng với lại anh em xem coi là trong những cái ngăn lọc đó thì anh Linh để những cái vật liệu gì mà cái chất lượng nước trong hồ của mình nó trong được như vậy, nó đẹp được như vậy luôn anh em nhé. Xin chào tất cả anh em, hôm nay mình giới thiệu về hồ cá của mình. Hồ cá của mình tổng diện tích 2m, thể tích của bể chính là 1m6, chiều dài bề ngang 1m, cao 65, bể lọc 60, bề ngang 60, bề dài 1m. Mình đi một ống 90 và một hút mặt 49. Đây là ngăn lắng, mình để một cái đèn UV phun chuỗi và một tấm đi mát chặn phân. Ngăn thứ hai để phun đi mát. Ngăn thứ ba máy bơm. Máy bơm mình đi máy bơm 8200 chia T, khẩu lùng 34 và lê
lên dàn ba cây 3 tầng thì ống 42 tầng dưới cùng cung chứa thành, tầng thứ hai cũng cung chứa thành, tầng thứ ba mình đi cung đá Long Vũ và tổng quan hồ của mình chỉ có vậy thôi. Mình nuôi tổng cộng 6 con cá nhật. Vừa rồi thì anh Linh đã giới thiệu với lại mọi người rất là chi tiết cái hệ thống lọc mà hiện tại bây giờ anh Linh đang hoạt động cho hồ của mình. Nếu mà xem qua hệ thống lọc hồ của anh Linh á, thì nó cũng giống như của anh em mình thôi, cũng là 2 ngăn hoặc là 3 ngăn. Nhưng mà mình cần lưu ý những cái điểm sau đây để mọi người, nếu mà anh em nào đang chuẩn bị xây hồ thì mình không cần phải sửa chữa đi sửa chữa lại nha. Cái đầu tiên đó là ngay chỗ cái vị trí hút đáy và hút mặt hồ của anh Linh. Anh em thấy là hút đáy mình sẽ đặt giữa tâm hồ, hút mặt thì anh em đặt cái vị trí nào mà nó sẽ hút được những cái bọt nè, những cái cặn ở trên cái bề mặt nước một cách tốt nhất, thì những cái vị trí này nó tùy thuộc vào cái thác mà anh em đặt thôi nha. Và anh Linh sử dụng là mộ hút đáy 90 và mộ hút mặt 49. Anh em thấy là cái hồ chánh này của anh Linh nó tầm cỡ khoảng một khối thôi. Mình sử dụng hai cái đường ống to nè. Cái mục đích mình sử dụng cái đường ống hút đáy 90 để sau này nếu mà mọi người có tăng bơm á, nó sẽ không bị tình trạng là hụt nước ngay chỗ hồ chánh qua bên hệ thống lọc nha. Đó thì anh em nào đang dự định mà xây cái hồ mới của mình á, tầm cỡ khoảng một khối, chiều dài tầm cỡ khoảng 1,5m, 1,6m giống như của anh Linh, thì cứ đi cái hút đáy 90 hoặc là 60 là nhỏ nhất nha. Đừng có đi nhỏ hơn nữa, sau này mọi người tăng bơm nó sẽ bị hụt nước. Thì khi mà nó kết nối qua bên ngay chỗ cái ngăn đầu tiên á, anh em chú ý là thấy cái lực hút rất là mạnh nha. Ngay chỗ này thì anh Linh sẽ thu nhỏ lại nha mọi người. Bởi giờ có rất là nhiều anh em comment trong kênh của mình á, anh em nói là nếu mà đi đường ống to thu nhỏ bên ngay chỗ ngăn lắng á, nó hút không có mạnh. Thì mình cho rằng cái ý kiến này nó chưa có chính xác lắm nha. Mình nhìn vào cái lực nước ngay chỗ ngăn lắng của anh Linh là mình cũng thấy rồi, nó sôi rất là mạnh, thì chứng tỏ một điều rằng nước từ ngay chỗ hồ chánh á, đưa qua bên cái hệ thống lọc của mình nó đã được thu hẹp bên cái phần ngăn lắng, nên là nó sẽ tăng cái lực hút nha. Ở trong ngăn lắng này vật liệu lọc anh Linh xài cũng giống như của anh em mình thôi, cũng chổi nè, rồi qua ngăn Zimat lại ngay chỗ phần bơm. Bơm thì hiện tại bây giờ anh Linh đang xài cái bơm là 8200 của Periha. Mình cần lưu ý mọi người một tí xíu nha, Periha 8200 nó chỉ là cái tên gọi thôi nha mọi người, còn cái lưu lượng nước thật sự của nó đó tầm chỉ khoảng 5000 thôi. Thì anh Linh ở đây sẽ chia tê nha, một đường mình cho làm thổ lù và một đường mình sẽ cho lên ngay chỗ cái dàn thác. Có nhiều bạn là lẫn lộn giữa ngay chỗ cái 8200 nè, anh em tưởng là cái lưu lượng nước của nó là 8200 lít trên giờ là không có đúng nha, nó chỉ có 5000 thôi. Đó thì cho nên là trước khi mình mua bơm thì mọi người cũng cần phải hỏi ngay chỗ cái cửa hàng mình mua đó là cái bơm này bao nhiêu ngàn lít trên giờ, thay vì mình nhìn vào cái tên gọi của nó, để tránh những sự nhầm lẫn dẫn đến là cái bơm trong hồ của mình yếu nha. Thì ngay chỗ cái phần bơm này sau này nếu mà anh Linh á, có dự định tăng bơm thì mình sẽ không bị hụt nước nha. Cái đường ống 90 hút đáy mình chỉ cho nó nguyên thủy ống 90 thôi. Cộng như là cái hút mặt 49 thì mọi người xài cái bơm tầm cỡ khoảng 12-14 ngàn cũng vẫn đủ nước, nó sẽ không bị tình trạng hụt nước nha. Thì đó là toàn bộ cái quy trình mà anh Linh làm lọc cho hồ của mình nha mọi người. Ngày hôm nay thì mình cùng với là anh Linh đã giới thiệu với là mọi người một cái mô hình hồ cá coi hồ chánh tầm cỡ khoảng một khối, hệ thống lọc đơn giản giống như của anh em mình thôi, xử lý nước rất là tốt. Nếu mà ở nhà anh chị em cô chú nào mình đang có dự định làm những cái mô hình hồ giống như của anh Linh thì có thể là tham khảo cái cách mà anh Linh làm lọc nha. Thôi mình xin phép cũng kết thúc video tại đây luôn nha anh em. Thì cũng đại diện cho bên kênh đó anh Linh, em cảm ơn Linh rất là nhiều đã chia sẻ hồ cũng như là hệ thống lọc lên kênh để cho mọi người tham khảo. Đại diện cho mọi người đam mê chơi cá coi nói riêng và toàn thể anh chị em cô chú xem được video này nói chung, em chúc cho anh cũng như là gia đình mình luôn dồi dào sức khỏe, công việc của anh Linh làm ăn ngày càng tiến triển, phát đạt và thành công hơn nữa nhé. Mọi người xem video thấy những cái mình cũng như là anh Linh chia sẻ nó hữu ích thì hãy nhớ nhấn like và cho hai anh em mình một lượt đăng ký kênh để có cái tinh thần làm thêm những video kế tiếp nhé. Một lần nữa mình xin chúc cho tất cả mọi người xem video vui vẻ nhé. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay.
stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same.